Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm video theo yêu cầu của một số bạn có gửi cho mình là hướng dẫn cách đấu nối đầu ô tô với lại nguồn điện và các cổng rắc kết nối để cho chiếc đầu ô tô này nó hoạt động. Thì như các bạn biết là cái đầu ô tô này thì ở phía sau của nó rất là nhiều các rắc cắm và rất là nhiều các loại dây và các cổng kết nối. Dây điện rất là nhì nhằng. Nói chung là nếu mà các bạn nào không quen thì không thể nào có thể kết nối được cho cái đầu ô tô này nó hoạt động. Thì ở đây mình có một cái loại đầu ô tô. Thì người bán người ta sẽ kèm cho các bạn các loại rắc kết nối như thế này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối để cho chiếc đầu ô tô này hoạt động. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối nguồn điện để cho chiếc đầu ô tô này nó hoạt động. Thì ở một số loại đầu ô tô thì người ta sẽ có ký hiệu sẵn ở trên thân. Và một số loại thì sẽ không có ký hiệu. Thì các bạn sẽ mua cái rắc kết nối của nó. Và trên cái rắc kết nối này sẽ được ký hiệu và đánh dấu các mức điện áp hoặc là các cổng kết nối ra. Có một số loại đầu ô tô thì người ta sẽ dán giấy ký hiệu ở trên cái thân này. Và mình sẽ cắm cái rắc này vào cái đầu ô tô này nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ở trên cái đầu ô tô này thì nó sẽ có cái rắc cổng kết nối USB. Thì mình sẽ cắm vào đây. Cái đầu ô tô này là cái đầu ô tô Android nha các bạn. Tức là nó sử dụng hệ điều hành Android. Nó giống như kiểu một chiếc điện thoại thông minh đó các bạn. Ở phía sau này còn rất nhiều các cổng kết nối. Thì bây giờ mình sẽ cắm hết vào. Và hướng dẫn các bạn cách kết nối cho các bạn xem. Ở đây thì nó sẽ có một cái cổng kết nối GPS. Tức là định vị GPS nha các bạn. Thì ở đây thì người bán cũng kèm cho cái định vị GPS. Cái này thì nó có thể khả năng định vị GPS trực tuyến luôn nha các bạn, mà không cần thông qua mạng internet. Phía trên cổng GPS này sẽ có một cổng kết nối với lại đài radio. Và đây là cái rắc cổng kết nối tín hiệu khác. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách cụ thể hơn. Các bạn thấy không? Sau khi mình đã cắm vào đây rồi thì nó đã rất là nhiều các loại dây rồi. Đấy, nếu mà chúng ta không quen thì có thể rất là nhì nhằng và không thể nào kết nối được. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối nguồn điện trước nhé. Thì ở trên cái bó dây điện này, các bạn sẽ quan sát cho mình tìm kiếm cái sợi dây màu vàng và cái sợi dây màu đen trước tiên. Có một số loại đầu thì người ta sẽ ký hiệu trên thân thì mình không nói rồi. Sau khi bạn đã tìm thấy cái sợi dây màu vàng và sợi dây màu đen như thế này rồi thì các bạn sẽ để riêng ra. Thì cái sợi dây màu vàng này sẽ kết nối với cực dương của ắc quy. Và sợi dây màu đen sẽ kết nối với cực âm của ắc quy. Thì để cho chiếc đầu ô tô này hoạt động thì nó có một cái dây khởi động nữa các bạn ạ. Cái dây khởi động này là sẽ có ký hiệu là ACC hoặc là sợi dây màu đỏ. Đó. Thì trước tiên mình sẽ kết nối nguồn điện cho hai cái sợi dây màu vàng và cái sợi dây màu đen trước. Cái sợi dây màu vàng và cái sợi dây màu đen là hai cái sợi dây cấp nguồn điện cấp trước nha các bạn. Còn những cái bó dây này thì nó là dây của các cổng tín hiệu của đầu ra âm thanh và kết nối với camera lùi của xe ô tô. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nhé. Bây giờ mình sẽ kết nối với nguồn điện trước đã. Ở đây thì mình sẽ có một cái kẹp nguồn điện 12V. Mình sẽ kẹp cực âm vào đây, tức là cực âm của ắc quy. Mình sẽ cấp nguồn điện trước. Và dây màu vàng là sẽ cấp nguồn điện cực dương
cho ắc quy. Nó sẽ lấy nguồn điện cực dương từ ắc quy và nuôi tới cái dây màu vàng này. Rồi, sau khi các bạn đã cấp nguồn điện cấp trước rồi thì cái sợi dây màu đỏ này thì nó có thể kết nối với lại ổ chìa khóa trong ô tô hoặc là công tắc khởi động. Hiện tại mình đã cấp nguồn cấp trước rồi nhưng mà màn hình vẫn không hiển thị nha các bạn. Thì nó yêu cầu cần mà chúng ta kết nối với lại dây khởi động, tức là dây kết nối với ổ khóa khởi động của ô tô, tức là cấp nguồn điện cho ô tô đấy các bạn. Thì mình sẽ nối cái sợi dây màu đỏ này với lại cực dương của ắc quy thay cho công tắc. Nếu mà bạn đấu trong ô tô thì bạn đấu thông qua ổ chìa khóa hoặc là công tắc nhé. Sau khi mình kết nối xong thì cái đầu ô tô này nó đã khởi động xong, đã được vào màn hình hiển thị bên trong. Bên trong cái đầu ô tô này thì có rất là nhiều chức năng các bạn ạ. Nó giống như kiểu là một chiếc điện thoại thông minh nhưng mà kết hợp với lại các ứng dụng dành cho xe hơi, tức là ứng dụng sử dụng trong xe hơi đâu các bạn. Có rất nhiều ứng dụng luôn, ví dụ như là CH Play này, Google Chrome này, YouTube này. Với cái màn hình của đầu ô tô này thì nó sử dụng hệ điều hành Android 10.1. Thì nó có rất là nhiều chức năng giống như kiểu điện thoại thông minh, chúng ta có thể xem phim, nước web. Và ở đây nó có một cái ứng dụng là bản đồ trực tuyến, chúng ta có thể xem trực tuyến khi lái xe, tìm vị trí đường. Đây nha, mình sẽ gỡ cái sợi dây khởi động này ra và mình sẽ kết nối lại cho các bạn xem. Khi kết nối lại thì cái màn hình này nó vẫn ở cái giao diện menu của nó. Tại sao lại như vậy? Tại vì nó đã có nguồn điện cấp trước rồi. Cái dây này là dây khởi động để bật nguồn điện ở chỗ ổ chìa khóa ô tô thôi các bạn, hoặc là công tắc khởi động thôi. Tùy theo các bạn thiết kế với các bạn đấu nối trong ô tô. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là như thế này thôi để cho các bạn dễ hình dung. Rồi, sau khi mình đã kết nối để cho chiếc đầu ô tô này nó khởi động xong và cho các bạn xem sơ qua một số tính năng của chiếc đầu ô tô sử dụng hệ điều hành Android 10 này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn là cách kết nối loa để kết nối âm thanh đó các bạn. Thì ở trên cái bó dây này chính là cổng kết nối âm thanh. Mình sẽ sử dụng tạm hai cái loa của loa TV này, mình sẽ kết nối với lại dây cổng âm thanh nhé. Để tìm cái dây cổng âm thanh thì rất là đơn giản các bạn ạ, tại vì trên cái bó dây này nó có ký hiệu tất cả những cái dây mà giống màu nhau, tức là một đôi cặp của nó thì là đều là dây cổng âm thanh cấp ra. Bây giờ mình sẽ kết nối cho các bạn xem nhé. Sau khi mình đã kết nối với loa xong đó, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem âm thanh nó được phát ra hay không nhé. Trên cái đầu ô tô này thì được trang bị sẵn IC khuếch đại âm thanh thuật toán sẵn rồi nha các bạn. Nó giống như kiểu một chiếc âm ni mini đó. Các bạn chỉ phải kết nối với loa ngoài là có thể nghe được nhạc. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử một cái đoạn video cho các bạn xem nhé. Ở phía này thì nó có nút tăng giảm âm lượng và chuyển về màn hình chính bằng cảm ứng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở video cho các bạn xem. Các bạn có thể nghe rõ thấy ở đây mình mở video ở trên YouTube cho các bạn nghe thấy âm thanh và hình ảnh của chiếc đầu ô tô này. Hình ảnh ở đây thì mình cảm nhận thấy nói chung là cũng khá là sắc nét các bạn ạ, độ phân giải từ khoảng 1080. Đấy. Âm thanh mình nghe rất là rõ ràng, nói chung là rất là ok các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thoát ra và hướng dẫn các bạn tiếp theo. Ở trên cái đầu ô tô này thì người ta sẽ kèm cho các bạn một cái camera để lùi xe ô tô. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối với lại cái camera lùi này. Thì tùy theo người ta bán cho các bạn loại camera nào thì chúng ta sẽ sử dụng camera đó. Ở trên camera này sẽ cung cấp cho các bạn các rắc kết nối. Ở đây thì sẽ có hai rắc. Dây màu vàng thì chúng ta sẽ kết nối để kết nối hình ảnh. Còn dây màu đỏ là kết nối nguồn.
Ở trên cái camera này sẽ được trang bị các đèn LED thắp sáng. Và ở đây người ta sẽ kèm cho các bạn một cái rắc nguồn để cấp nguồn điện. Để kết nối với camera lùi của ô tô thì cũng rất là đơn giản các bạn ạ. Ở trên cái rắc này nó sẽ có ghi ký hiệu camera, hoặc là trên thân của cái đầu ô tô đều có ghi ký hiệu. Các bạn sẽ cắm cái rắc màu vàng này, kết nối với cái rắc màu vàng này là đã kết nối được hình ảnh rồi. Nó sẽ thông qua một cái dây bông sen để nối từ phía sau ô tô về phía trước nha các bạn. Các bạn sẽ cắm vào đây như thế này. Còn cái rắc đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào kết nối với lại đầu ô tô nha các bạn. Nó đều có ký hiệu cả. Đó. Còn cái rắc màu đỏ này chúng ta sẽ kết nối nguồn điện để cho chiếc đầu ô tô này hoạt động. Cái rắc kết nối màu đỏ này thì nó sẽ có hai cái sợi dây cấp nguồn điện từ ắc quy tới cái camera này, và chúng ta sẽ đấu nối thông qua một cái công tắc để khởi động cho camera này nó bật nha các bạn. Đây. Cái này thì thông thường người ta sẽ đấu nối thông qua một cái công tắc để khởi động cấp nguồn điện cho cái camera này hoạt động và truyền hình ảnh dữ liệu. Bây giờ mình sẽ kết nối nguồn điện là mô phỏng cho các bạn xem nhé. Còn đấu nối ở trên ô tô thì bạn thông qua các công tắc điều khiển nhé. Bây giờ mình sẽ cấp cực dương trước. Đó. Và cái dây màu đen này chúng ta sẽ kết nối với cực âm, hoặc là chúng ta không cần kết nối với cực âm thì nó vẫn có nguồn điện sẵn rồi. Nhưng mà ở đây mình kết nối cho các bạn xem với lại cực âm của ắc quy. Cái này thì trên ô tô thì các bạn sẽ đấu nối thông qua công tắc nhé. Thì ở trên một số loại đầu ô tô thì nó sẽ có ứng dụng điều khiển ở trên màn hình, nhưng mà ở đây thì người ta lại sử dụng rắc kết nối để mở cái camera này hoạt động thông qua một cái công tắc. Thì cái ở đây nó sẽ có ký hiệu là nút back. Thì cái rắc dây này nó có chữ back ở đây thì chúng ta sẽ nối với lại sợi dây mát của bất kỳ trong cái đống dây này thì nó sẽ tự động nó mở hình ảnh của camera lùi lên cho chúng ta thấy. Đó. Cái này thì các bạn nên đấu qua một cái công tắc để chúng ta, hoặc là cái nút nhấn chúng ta nhấn để mở hình ảnh của camera lùi. Tùy theo loại đầu ô tô thiết kế, có loại thiết kế ở trên ứng dụng màn hình luôn, có loại thì thiết kế thông qua cái dây này. Như ở đây người ta thiết kế thông qua cái dây này. Đấy. Sau khi mình đã kết nối xong thì các bạn có thể quan sát thấy hình ảnh ở đây thì nó có thêm hai cái đường vạch để chúng ta nhận biết được là khoảng cách lùi của ô tô nó như thế nào. Đấy. Mà cái camera mình thấy cũng rất là sắc nét các bạn ạ. Rồi. Thì mình đã hướng dẫn các bạn cách nối xong cho camera lùi của ô tô. Ở đây nó có thêm một cái đống dây điện này nữa. Ở đây có các rắc kết nối này. Thì rắc kết nối này là rắc kết nối các thiết bị ngoại vi kết nối trung gian với lại đầu ô tô này. Thì thiết bị ngoại vi thì nó bao gồm những thiết bị gì? Ví dụ như là chúng ta muốn cấp âm thanh này từ một cái điện thoại, hoặc là cái laptop, hoặc là thiết bị ngoại vi khác. Ví dụ như là đầu kỹ thuật số, chúng ta sẽ kết nối hình ảnh, hoặc là âm thanh, hoặc là mic ghi âm kết nối với lại cái bó dây điện này thông qua cái cổng này. Và cái cổng này nó sẽ xuất hình ảnh âm thanh qua cái loa hoặc là cái màn hình, tức là màn hình lớn các bạn, thì nó sẽ thông qua cái cổng này, tức là kết nối với lại thiết bị ngoại vi khác. Thì cái cổng này chúng ta cũng ít khi sử dụng tới. Cái này thì thông thường người ta sử dụng dành cho những cái loại xe khách hoặc là xe du lịch có màn hình lớn, thì người ta sẽ kết nối trung gian qua cái màn hình này để điều khiển. Đó. Thì với cái đầu ô tô này thì đáng nhẽ mình sẽ làm video mình test kỹ hơn, nhưng mà thời lượng video của mình nó hơi dài. Mình xin kết thúc video tại đây. Với cái đầu ô tô này thì mình mua về để mình chế loa hát karaoke, tức là loa kéo đó các bạn. Mình sẽ chế tạo vào cái loa đấy và mình hát karaoke thông qua đầu này, tức là cái màn hình đó các bạn. Ngoài ra thì cái đầu ô tô này nó rất nhiều ứng dụng trong ngành ô tô.
Ví dụ bạn có xe ô tô cũ và bạn muốn nâng cấp lên thì các bạn có thể xem video này và cách kết nối cũng rất là đơn giản. Rồi, mình hy vọng video này một phần nào đó sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống. Khi các bạn đang gặp khó khăn, các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!